Chào các bác nhé, hôm nay em tiếp tục lại lên cái thang Nhật. Các bác nào mình đang cần một cái cây thang thì mình cứ liên hệ nhé. Cái này là thang bãi Nhật. Bãi Nhật nhưng mà nó còn rất là mới. Nó khoảng tầm 90 đến 95%. Chúng là rất là đẹp. Thì cái thang này thì mình có thể là mình xếp như thế này. Đó. Xếp như thế này để mình hai người ngồi lên đây mình làm trên trần nhà cũng được. Còn mình mà duỗi thẳng hết ra thì thành một cái thang đứng. Thang đứng thì chiều cao của nó cỡ khoảng tầm 3,5 m, 3,6 m. Còn mình cấp gọn thì mình nó được như này. Gọn thì nó sẽ là thành 4 khúc như thế này. Mình để như thế này thì đây là cái ghế ngồi, hoặc cả để một cái gì bên đây. Còn đây là nó cho mình, đây là hai cái chân. Đó, hai cái chân. Chân hai bên. Còn đây là một cái miếng nót. Nót thế này thì sẽ để lên trên này để mình đứng cho nó dễ. Nào cái miếng này để cho mình đứng lên. Bác nào mình không mình mà làm thang đứng thì mình bỏ cái này ra, bỏ cái miếng này ra. Thang Nhật thì nó làm rất là chi tiết, nên là cái gì mình cũng có đủ được. Mình làm một cái thang bàn như thế này, nhưng mà nó vẫn phải làm thêm một cái miếng đây để cho đứng cho an toàn. Ví dụ như mà mấy cái thang khác thì nó sẽ không có cái miếng sắt như thế này để cho mình đứng cho nó an toàn, mà bắt buộc vẫn phải đứng vào những cái thanh dưới này thì rất là nguy hiểm, sợ trượt chân. Cho nên là bên Nhật người ta tính rất là kỹ, nó phải làm thêm cho mình miếng đệm như thế này. Đó. Còn mắc vào nhau. Thì bác nào mình có nhu cầu về thang thì mình cứ liên hệ nha. Thang rất là dày và chắc chắn.